Hãy nhìn đây. Hey, Umbarasibo, Umbarasibo. Hey, cha. Đi thôi chàng trai. Wow, trời. Mấy bạn nhìn nè. Bên trong đây là một cánh cổng. Trời. Ok bạn ơi, vậy là mình sẽ có cơ hội gặp lại được Sammy rồi. Tôi sẽ trở thành một phù thủy. Tôi sẽ đến với thế giới phép thuật. Đi thôi. Không biết giờ này Sammy đang làm gì nhờ. Không hiểu sao lúc này mình lại cảm thấy nhớ Sammy quá ta. Không biết là Sammy có nhớ mình không nhờ. Ủa? Ai ngồi bên dưới kia vậy ta? Ủa? Wow, người nào mà nhìn đẹp dữ vậy trời. Ánh sáng chiếu lấp lánh luôn kìa bạn ơi. Đẹp quá vậy. Mà khoan, mái tóc màu xám đó. Không thể nào sai được. Mái tóc màu xám đó chỉ có thể là Sammy. Sammy ơi, tôi là Phong nè Sammy. Ủa, bà bay đi đâu vậy Sammy? Ủa gì kỳ vậy ta? Ủa mấy bạn ơi, tự nhiên không Sam thấy mình mà sao Sam không nhận ra mình hay sao tiền Sam bay đi đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Ủa gì kỳ vậy? Đang ngủ thằng nào ồn quá vậy? Ủa, xin lỗi nha tôi kia. Hả? Sao tự nhiên á, khuya rồi không ngủ, đứng ở đây la lối om sòm, rồi tí nó thầy lên á, thầy bắt cái đám bắt phạt luôn á. Đi ngủ đi lên. Được rồi, tôi xin lỗi tại vì tôi mới gặp một người bạn của tôi á, cho nên là tôi hơi to tiếng một tí. Tôi xin lỗi nha. Ai trời ơi, không biết là hôm nay Sam bị gì ta, tự nhiên Sam thấy mình mà Sam không nhận ra mình mấy bạn ơi. Ai, thôi chắc phải đi ngủ thôi. Ngày mai mình sẽ cố gắng tìm Sam vậy. Ê nhóc. Ngon quá. Nhóc dậy. Cái gì vậy? Cái gì hả? Ai kêu tôi hả? Ủa Siro, có chuyện gì hả? Tôi không đi học hay gì mà ngồi đây ngủ hoài. Ủa, tính ra là hôm nay là chủ nhật mà cũng phải đi học nữa hả? Chủ nhật thì mà chủ nhật ở dưới sân trường người ta tập trung rồi gà, bây giờ xuống dưới đi, không xuống là hôm nay nghỉ học á. Cái gì vậy? Ủa, ở bên dưới sân trường á? Ủa khoan, tự hôm nay bên dưới sân trường có chuyện gì vậy ta? Sao tự nhiên hôm nay chủ nhật mà cũng phải đi học nữa hả? Ai trời ơi, mà ngủ muốn chết luôn à. Thôi được rồi, kệ, cứ đi xuống theo xem sao. Thôi lấy bộ đồ nè, đũa phép nè. Cái này là gì đây? Ô, chổi bay. Ô, chổi bay mấy bạn ơi. Trời ơi, vậy là bây giờ mình có chổi bay rồi hả? Trời ơi, xịn quá vậy ta. Ok, từ từ để mình mặc bộ đồ vô đã. Mặc bộ đồ phép thuật vô nè. Rồi, ok. Hay, để coi. Cái này là chổi bay phải không nhỉ? Ủa mà cái này bay sao ta? Từ. Ê, bay lên nào chổi bay ơi. Ủa, sao bay người ta? Cái này rốt cuộc bay bằng cách nào các bạn? Hey, Umbalasibu, chổi bay lên. Ủa gì kỳ ta? Ủa chổi bay? Tính ra mày giận tao thấy gì vậy? Sao tao kêu mày bay lên mày lại không bay? Ủa gì kỳ ta? Ủa này bay sao? Ủa? Ây, ui, cái gì vậy? Ai? Ôi, đập đầu vô tường rồi. Ai, trời ơi, chết rồi bạn ơi. Cái chổi bay này giờ nó bay thế này làm sao mà xuống dưới được đây? Ủa trời, nó không chịu dừng lại luôn bạn ơi. Giờ sao đây? Ui, trời ơi, có chừng tung với bức tường bây giờ. Ơi mày quá mấy bạn ơi, cứ tưởng là tung đầu vô nóc nhà thêm lần nữa rồi chứ. Cái cây chổi bay này Hello mấy cưng. Ủa, hello mấy tay dịch. Hey nè, này thì hey nè. Ủa, cái gì á? Sao tiên ông lại biến tôi lên nóc nhà vậy mấy tay dịch? Trời ơi, cái tên này, người có nhanh lên không? Người thấy bao nhiêu người đang đứng chờ một mình người không? Xuống mau lên, đã chậm chạp mà lại còn lề mề, nó đúng là cái đồ con người. Ôi, đợi tôi tí chứ, cái gì đâu. Tự nhiên không dùng phép thuật biến mình lên trên nóc nhà. Cái đồ xấu tính này. Hey, bay xuống lại nè. Ui, ha. Hey, trời lại ơi, lên. May ghê, cũng biết. Cũng may là mình biết cửa chổi lại đó. Không thôi là chết rồi. Ô, mọi người tập trung ở đây đông đủ vậy ta. Ủa, mọi người tập trung đây làm gì vậy trời? Đông người phết nhờ. Bên đây là mấy bạn nữ nè, còn bên đây là mấy bạn nam nè. Đông người dữ à. Ủa mà tập trung để làm gì vậy ta? Mèo Sammy. Mèo Sammy ơi. Sammy. Ủa không cần hả? Ủa sao hôm nay ông tới gì muộn dữ vậy Phong? Cho tôi hỏi này coi.
Ủa, hả? Hôm nay là chúng ta đang làm gì mà mọi người tập trung ở dưới sân trường vậy? Tính ra hôm nay là chủ nhật mà, cũng phải đi học nữa hả? À, cái này là buổi tập phép thuật cho học sinh, cho một buổi sáng ấy mà. À mà thôi, lát nữa ông cứ chờ đi, lát nữa có trò này vui lắm. Gì? Buổi tập phép thuật á? Ok. Thôi được rồi, vậy thôi mình cứ đứng đây đợi xem coi sắp có chuyện gì vậy. Trời, tính ra là trường học phép thuật cũng vui cái ha. Ok, thôi đứng đây xếp hàng đợi thầy vậy. Ủa khoan từ từ, cái người tóc màu xám bên kia sao nhìn giống Sam quá ta? Ủa mấy bạn ơi, hình như đúng là Sammy thiệt rồi các bạn ơi. Hình như là Sammy hay sao á, tại vì là cái mái tóc này không thể nào sai được, đúng là Sam rồi. À, vậy là Sam cũng tập trung ở đây hả ta? Ủa mà sao hồi tối hôm qua mình gọi Sam lại không nghe mình nói ta? Hay là Sam giận gì mình nha? Để một tí nữa mình gặp Sam mình phải hỏi coi tại sao hôm qua mình gọi Sam lại không nghe mình mới được. Chào mừng các em đến với cả buổi học đầu tiên trong một năm học mới. Ta đây, thầy hiệu trưởng đáng quý của các em đây. Hôm nay thật là đông đủ, tốt lắm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi học đầu tiên trong năm học mới. Môn học mà tất cả những phù thủy chân chính ai cũng sẽ đều phải biết chơi. Môn học này sẽ giúp cho các em luyện khả năng bay lượn thật là đỉnh cao cho không trung. Hãy nhớ tập trung và cố gắng hết mình, nghe rõ chưa? Dạ rõ thầy. Rồi, ra sân tập đi mừng những học trò cưng của ta. Wow, tính ra là trò này vui rồi nha. Ra ngoài sân để gọi là chơi thi đấu phép thuật các bạn ơi. Nghe có vẻ thú vị phết. Hey, để xem coi trường học phép thuật có trò gì vui nha các bạn. Wow, đi thôi. Trời ơi, cái sân gì đâu mà nó to dữ vậy ta? Sao nhìn giống sân đá banh quá vậy trời? Ủa, bộ hôm nay chơi đá banh hay gì vậy ta? Ủa, bạn ơi, các bạn tóc hồng ơi. Bạn cho mình hỏi là cái sân này là mình dùng để mình thi đấu đúng không bạn? Đúng rồi hả? À, hóa ra là vậy à. Ôi, thầy bên dưới kìa. Ủa bạn ơi, hồi hộp quá à. Không biết là cái trò này chơi sao đây. Mình thấy cái sân trường nó to là to luôn bạn ơi. Ok, để xem coi cái trò này chơi thế nào nha. Chào mừng các em đến với cả buổi học đầu tiên trong năm học mới của chúng ta. Ngày hôm nay các em sẽ được tham gia bộ môn thi đấu phù thủy cưỡi chổi. Nhiệm vụ của các em đó là chúng ta sẽ sử dụng chổi để bay lên và sử dụng đũa phép để tấn công mục tiêu là 3 quả cầu ở trên 3 đỉnh cột. Mỗi một quả cầu các em hạ gục được sẽ được cộng 1 điểm và tối đa là các em sẽ được cộng 3 điểm vào bài kiểm tra của mình sắp tới. Các em đã sẵn sàng chưa? À, thì ra là như vậy. Nhiệm vụ á mấy bạn ơi là phải cưỡi chổi bay nha, sau đó bay lại gần 3 quả cầu tuyết kia và dùng đũa thần trưởng làm sao cho 3 quả cầu tuyết kia bị vỡ. Chỉ cần vỡ được một quả là sẽ được 1 điểm mấy bạn ơi. Không biết mấy người bên dưới kia có thi đấu được thành công hay không đây, để mình xem thử nha. Không biết ai thi đấu đầu tiên ta. Dầu vàng đã đến, chúng ta hãy lần lượt tham gia thi đấu. Người đầu tiên ai đây? À ha, mời bạn Zero. À, người đầu tiên là Siro. Wow, ok bạn ơi. Vậy để xem coi Siro sẽ hoàn thành gọi là bài kiểm tra như thế nào nha các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi mấy bạn ơi, Siro giỏi dữ rồi ta. Bay xong đầu trưởng một lần gọi là trúng 3 cái luôn bạn ơi, ghê thiệt. Wow. Trời ơi, gì đâu đơn giản quá vậy, có gì khó hơn không? Trời đúng là gọi là Siro official, giỏi là giỏi luôn. Siro tốt lắm. Rồi đến lượt học sinh tiếp theo. Thí sinh Cairo. Cairo nè. Hey, ngay ra mấy bạn nhìn mình thể hiện rồi nha, mình thể hiện hơi bị gồ nè.
Hôm nay em sẽ không làm cho thầy thất vọng đâu. Xin chúc mừng Chiron đã hoàn thành xong phần thi của mình. Em làm rất tốt, nhưng mà rất tiếc chỉ trúng có một cái thôi. Em cần học tập nhiều hơn. Ai, trời ơi, chán quá, ném được có một cái à. Wow, tính ra là Chiron cũng giỏi ghê luôn á bạn ơi. Ném được một cái luôn kìa. Tính ra cái này cũng khó lắm nha các bạn. Tại vì là phải vừa cưỡi chổi bay mà vừa phải dùng gậy phép thuật để ném nữa. Rất là khó luôn á, cho nên là không phải dễ đâu nha. Ném trúng được một cái là cũng gọi là giỏi lắm rồi đó. Ê trời ơi, tưởng gì chứ. Mấy cái này quá là đơn giản với ta luôn. Hãy xem sức mạnh của Master Jin đây. Hãy nhìn đây. Trời ơi, trời gì mà khó quá vậy. Trời ơi, quần nó cao dữ, tung vô vết cái quần rồi. Cái quần rồi. Bật vô. Trời ơi, lục tùng lung bên đồ tôi mất rồi, không chơi đâu, đi dậy. Các em thấy chưa? Cái trò này nhìn thì nó dễ, nhưng mà thực ra không đơn giản xíu nào đâu. Có em nào muốn thử thách lên thi đấu nữa hay không? Ôi, cái trò này công nhận là vui ghê luôn á anh em ơi. Cái gì đâu mà bay sắm đầu dùng cái người ta gậy thần rồi sau đó ném vô trong mấy cái quả cầu tuyết kia, nhìn vui ơi là vui luôn á trời. Không biết là mình có nên thử chơi không ta. Thôi nhưng mà chắc là trò này khó lắm, tại vì là mình cưỡi chổi bay thôi, mình còn chưa cưỡi được nữa, làm sao mà chơi trò này được. Hình như bên kia phải Sammy không ta. Sammy kìa. Sammy ơi, Sammy, trời ơi, tính ra sáng giờ mình gặp Sammy mấy lần luôn mà mình không được nói chuyện với Sam mấy bạn ơi. Sam ơi, Sam, bạn nghe tôi nói không Sam? Hình như Sam không để ý đến mình đó bạn ơi. Chết rồi, hình như từ bên kia qua đây xa quá cho nên là Sam không thấy mình. Thôi, giờ sao cho Sam thấy mình giờ ta? Đúng rồi. Sao mình lại không thử tham gia trò chơi này ta? Nếu như bây giờ mà mình giành được cả 3 điểm luôn thì chắc chắn là Sammy sẽ gọi là thấy mình đạt được điểm và Sammy sẽ nhận ra mình. Đúng rồi, hợp lý. Nhưng mà phải làm cách nào để có thể chiến thắng được đây ta? Mấy cái trò này có bộ khó lắm á nha. Ê, nhưng mà không sao, cứ thử thôi, biết đâu làm được. Ok. Sammy ơi, chuẩn bị coi tôi thể hiện rồi nha. Ok, bay, mình sẽ bay xuống chỗ thầy nè. Ok, bay xuống. Còn ai muốn tham gia thi đấu nữa không? Thời gian chúng ta gần hết rồi. Thầy ơi. Thầy cho em thi đấu thử trò này được không thầy? Hả, cái gì? Em thi đấu thử trò này được không? Em thi đấu? Đúng rồi, em. Wow, đây là buổi tập đầu tiên của em luôn. Em dũng cảm xung phong thi đấu luôn hả? Em đã học được những gì rồi? Trời ơi, thầy yên tâm đi, em gọi là sáng nay em học chổi bay rồi, em cũng bay được chút rồi. Với lại là em cũng biết cách để dùng gọi là gậy phép mà, cho nên là thầy cho em thử trò này nha. À, ghê dữ ta, lần đầu tiên trong lịch sử trường học phù thủy có một học sinh vừa mới vào đã đòi thi đấu bộ môn khó khăn như này. Hay, thôi được rồi, rồi em hãy thử đi, xem trình độ của em liệu đến đâu nào. Trời ơi, thầy yên tâm, thôi em có chổi bay rồi, còn cái này chổi bay của thầy mà, thầy giữ đi, em dùng chổi bay của em quen rồi. Ok, thầy coi em này nha. Ok bạn ơi, bây giờ mình nhất định phải giành chiến thắng để cho Sam để ý đến mình, chứ từ hôm bữa giờ mình thấy Sam bơ mình quá bạn ơi. Ok, rồi mình xong chưa? Dạ, thầy yên tâm, chuẩn bị xong rồi. Ok, giờ ta sẽ đếm nè. 3, 2, 1, go! Trời gì cái dữ vậy trời, ném lần 3 cái luôn. Uầy, trời ơi, quá đơn giản luôn. Trời ơi, thầy ơi, thầy thấy em giỏi không thầy? Trời ơi, em có thật là lần đầu tiên em đến ngôi trường này không vậy? Hay là em đã có học ở đâu đó trước đó một bộ môn thể thao nào đó rồi mà em chơi ghê dữ vậy? Ủa, bộ thầy thấy em chơi trò này hay lắm hả thầy? Trời ơi, đây chính là một trong những biểu hiện của sự tài năng. Hay, chính ra cậu học trò này còn nhiều điểm ta chưa khám phá. Em chắc chắn sẽ là một thứ gì đó rất đặc biệt trong tương lai đó Phong Cận à.
Dạ em cảm ơn thầy nhiều nha. Nói chung á là em thấy cái trò này nó cũng khó thiệt á, nhưng mà không hiểu sao lúc mà em chơi thử thì em thấy nó cũng dễ dễ. Nói chung là vậy là em được cộng 3 điểm đúng không thầy? Đúng rồi, theo luật của trường mình, ai hạ gục được 3 quả cầu sẽ được 3 điểm. Chúc mừng Phong Cẩm. Dạ dạ em cảm ơn thầy. Trời ơi vui quá bạn ơi. Vậy là mình được cộng thêm 3 điểm vào trong gọi là điểm học rồi. Dạ cảm ơn thầy rất là nhiều. Đúng rồi. Ê Sam ơi Sam. Sam ơi tôi nói bà nghe nè. Bà thấy tôi hay không Sam? Tính ra là tôi giỏi không? Bà thấy tôi giỏi không Sam? Sam ơi. Ủa gì vậy? Thôi tự nhiên kỳ vậy, tự nhiên không mình hoàn thành giỏi vậy mà Sam cũng không thèm để ý đến mình luôn ta. Ủa mấy bạn ơi, sao hôm nay mình thấy Sam lạ lạ vậy ta? Tính ra là mình đã rất cố gắng để cho Sam để ý đến mình rồi, mà sao Sam vẫn không quan tâm đến mình vậy ta? Rốt cuộc là Sam bị cái gì vậy trời? Mình không thể nào chấp nhận được, mình phải hỏi Sam cho ra lẽ mới được, không thể nào mà cứ để như vậy mãi được. Thầy ơi, em xin phép về nhà trước nha thầy. Tức quá mà, không thể nào chấp nhận được. Thật không thể nào chấp nhận được mà. Rõ ràng là Sammy đang cố tình lẩn tránh mình mấy bạn ơi. Không thể nào mà có chuyện mà Sammy không nhớ mình là ai được. Rõ ràng là mình với Sam đã từng rất là thân mà. Bây giờ Sam gặp mình, Sam lại né tránh mình. Thậm chí là mình kêu Sam, Sam cũng không thèm để ý đến mình luôn. Hình như là Sam đang ngồi bên kia kìa. Để mình qua mình gặp Sam mà nói chuyện cho ra lẽ mới được. Không thể nào chấp nhận như vậy được. Sammy. Sam. Tại sao vậy hả Sam? Tôi thật sự là tôi rất là thất vọng về bà luôn á. Tại sao mà tôi qua tận thế giới phép thuật này để tôi kiếm bà, mà tại sao bà lúc nào cũng lẩn tránh tôi? Thậm chí khi mà tôi kêu bà cũng không thèm nhìn mặt tôi luôn. Là sao vậy hả? Ủa? Bà ai vậy? Mình với bạn có quen nhau á hả? Hả? Ủa bà hỏi gì vậy Sam? Rõ ràng là bà đang cố tình, bà giả vờ như là không quen tôi đúng không? Tôi với bà là bạn thân với nhau từ bên thế giới loài người. Tôi đã rất là cố gắng để có thể gọi là qua bên thế giới phép thuật này để kiếm bà. Vậy bây giờ mà bà kêu là tôi là ai là sao? Ủa? Bạn nói gì vậy? Sao mà không hiểu gì hết trơn vậy? Mình với bạn có quen nhau hả? Ủa? Bà bị cái gì vậy Sam? Tính ra là tôi với bà là bạn thân của nhau mà. Sam! Thôi, hai đứa học trò cưng của ta, các em vẫn chưa về nhà hả? Ủa? Thầy ơi! Thầy, cho em hỏi thầy này với. Thầy có còn nhớ cái bạn Sammy mà em có nói với thầy là em qua bên thế giới phép thuật để kiếm bạn ấy á? Thì bạn Sammy là bạn này nè, nhưng mà tại sao bạn ấy lại không nhớ em là ai vậy thầy? Ai, trời ơi, cậu bé này còn ngây thơ quá. Thế giới phép thuật và thế giới của con người là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Và từ lâu nay chúng ta có một quy định, đó chính là khi trở về từ thế giới loài người, tất cả những ký ức đều bị xóa sạch hết. Ủa? Cái gì kỳ vậy thầy? Có nghĩa là nếu như Sammy ở bên thế giới bình thường, thế giới của loài người, Sammy với em là bạn thân với nhau, vậy thì có nghĩa là khi qua bên thế giới phép thuật thì Sammy sẽ không biết em là ai hết hả thầy? Đúng vậy, bởi vì có rất nhiều những mối thù oán nó xảy ra giữa con người và phù thủy, nên chúng ta đã sinh ra cái luật đó để bảo vệ con người thôi. Em nên quen dần với điều đó đi. Vậy có nghĩa là Sammy không nhận ra mình là ai sao?